Kính thưa quý vị, viên kim cương quý hiếm màu cam nguyên thủy được trưng bày tại thị trường vàng bạc Hồng Kông, tính từ Hồng Kông. Kính thưa quý vị, viên kim cương màu cam quý hiếm với kích thước là 14,82 carat được trưng bày tại Hồng Kông vào thứ Hai, ngày 28 tháng 10 vừa qua, trước khi được đem ra đấu giá tại Thụy Sĩ vào tháng 11 sắp tới. Các chuyên gia kim cương ước tính giá trị vào khoảng từ 17 cho đến 20 triệu Mỹ kim. Cả kích thước lớn lẫn sắc cam sặc sỡ của viên kim cương The Orange đều được xếp vào loại cực kỳ quý hiếm. David Warren, một trong những chuyên gia hàng đầu phân tích viên kim cương và đá quý cho biết, một viên đá cực hiếm hình trái lê được tìm thấy tại Nam Phi khoảng 30 năm trước và được cắt ra trở thành một tinh thể kim cương với kích thước lớn hơn 32 carat. Đây cũng là viên kim cương quý hiếm nhất mà công ty đấu giá Christie từng bán. Christie và viện đá quý tức là GIA cho biết, viên kim cương màu cam nguyên thủy được gọi là kim cương lửa, rất quý hiếm khi vượt quá 3 hoặc 4 carat sau khi được đánh bóng. Màu da cam là một trong những màu sắc rất khó kiếm, chưa có một viên kim cương màu cam nào lớn hơn 3 hoặc 4 carat. Viên kim cương lần này có một kích thước rất đặc biệt, theo ban tổ chức ước tính sẽ bán được từ 17 đến 20 triệu Mỹ kim. Đây có thể là một mức đấu giá đạt kỷ lục mới trên thế giới. Với nhiều điểm đặc biệt và hiếm có, viên kim cương The Orange thu hút sự chú ý của những người tham gia trong buổi đấu giá. Vào năm 1997, một viên kim cương màu cam có những đặc điểm tương tự, nặng 5.54 carat được đưa ra đấu giá tại Sotheby's và được Ronald Winston, một người con của người sáng lập Harry Winston Inc., mua lại với giá là 1.3 triệu Mỹ kim. Viên kim cương màu cam sẽ được đưa về Geneva vào ngày 12 tháng 11 sắp tới.